Luân giải lá số tử vi cho một bạn nữ nhé. Bạn này sinh vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 1993, tức là ngày 20 tháng 8 năm âm lịch. Vào lúc 8 giờ 15 phút giờ Mậu Thìn. Xét về ngũ hành bát tự của bạn này thì bạn này có bát tự là Mậu Thìn, Kỷ Mùi, Tân Dậu và năm Quý Dậu. Thì tính ngũ hành của bát tự ra thì chúng ta thấy là các hành mộc, hành kim và hành thổ thì đang vượng, còn hai hành thủy và hỏa thì đang bị yếu. Ở mệnh của bạn này là mệnh kiếm phong kim, tuy nhiên là có một hành là hành hỏa, hành xung khắc với ngũ hành của bản mệnh thì đang bị yếu nhược, nên là trong cái bản mệnh của bạn này thì cần phải bổ sung thêm hành thủy và hành hỏa để tạo ra sự cân bằng trong ngũ hành của bát tự. Thì đấy là về ngũ hành bát tự. Còn xét về mệnh này, bạn này mệnh âm nữ này, mệnh kiếm phong kim, cục thổ ngũ cục, âm dương thuận lý và cục sinh mệnh, thân cư tài bạch. Thì âm dương thuận lý, cục sinh mệnh thì bạn này thì mệnh âm nữ, đóng tại nơi âm cung thì là thể hiện cái đầu tiên là đây là người con gái dịu dàng, hiền lành, biết suy nghĩ lo toan cho gia đình và cho những người xung quanh. Âm dương thuận lý là người có ý chí vận đấu, có ý chí vượt qua sóng gió khó khăn của cuộc đời. Đây là mẫu người từ nhỏ đến lớn được tôi luyện nên có ý chí, có tinh thần rất là lớn. Âm dương thuận lý thì là chỉ là một điểm lợi nho nhỏ khi mà chúng ta xét đến đa số tử vi mà thôi. Cách cục sinh mệnh, đây là được cái kiểu người mà được cái hoàn cảnh, được cái môi trường nó tác động, nó hỗ trợ tốt cho cái mong muốn, cho cái ý muốn của mình thì mọi việc mình làm đều diễn ra được thuận lợi. Và thân cư tài bạch thì cái người thân cư tài là những người sinh vào giờ Thìn, giờ Tuất, thì là cái mẫu người mà chịu sự ảnh hưởng rất là lớn của tiền bạc, người rất thích kiếm tiền, thích tiêu tiền, được giao trọng trách giữ tiền. Tuy nhiên là nếu cung tài tốt thì cái cung thân, cái khả năng kiếm tiền sẽ tốt, là cái người biết hưởng thụ, có khả năng hưởng thụ về tiền bạc. Còn nếu cung tài xấu thì là cái người phải khổ, phải chịu đựng, phải làm nô lệ cho đồng tiền. Và thân cư tài bạch là một kiểu người trong tư tưởng của họ luôn nghĩ đến cái việc kiếm tiền là đầu tiên. Đây có thể không phải là cái người mẫu người phụ nữ của gia đình, là cái người chịu ảnh hưởng từ đồng tiền, thường là những người thích hợp cho cái việc mà doanh thương buôn bán. Xét đến mệnh này, mệnh của bạn này đóng tại cung Tỵ, nơi hành hỏa, có sao tử vi thất sát, đóng tại nơi đất tuyệt. Thì mô tả một chút về hình dạng thì đây là cái người mà ăn theo nhiều cái bộ sao của tử vi, là người mặt đỏ lưng dày, mặt thì hơi nhiều mụn vì ăn theo bộ thất sát. Đàn bà mà tử sát thì má thường dài, cằm rất dài và gò má hơi bị cao. Tính cách thì của bạn này thì được dung hòa bởi hai cái sao nó có sự đối nghịch với nhau. Tử vi thì mang tính chất của sự hiền lành, nhân hậu, đôn hòa, dịu dàng. Còn thất sát mang tính cách của những người đanh đá, ghê gớm, ương bướng. Tuy nhiên là bản thân mình lại biết kiềm chế, biết dung hòa hai tính cách đối lập lại với nhau. Và khi thì cần thể hiện cái con người nhẹ nhàng của tử vi, nhưng khi mà nóng lên thì sử dụng cái tính cách của sao thất sát, nên là bất chấp tất cả mọi thứ. Tử sát lại là nơi đất tuyệt thì con người ta suy nghĩ tính toán gì thì ít khi mà người nào có thể biết được trong đầu mình nghĩ gì, làm gì. Đôi khi mặt lại tươi cười nhưng bên trong đầu đang rất là bực tức hoặc là đau khổ, và cái vẻ mặt thì không thể hiện ra được cái nội tâm bên trong mình. Tử vi là chòm sao đứng đầu và có thêm thất sát là chủ về thanh gươm, thanh kiếm. Thì vua mà có thêm gươm, thêm kiếm là cách rất là hay. Ở trong cung mệnh của mình lại có thêm các sao hội họp như là Đà La, Cô Thần chiếu về, thì từ bé đến lớn, càng ngày càng lớn lên thì cái tính tình thâm trầm, cái tính mà khó đoán biết ấy, càng gia tăng hơn. Mà tuy nhiên thì lại khi bé thì rất là ít nói, nhưng khi lớn dần lên thì lại nhanh mồm, nhanh miệng. Đó là cái cách mệnh có cô thần và tấu thư. Ở mệnh lại hội thêm sao phá toái thủ mệnh thì là người
rất là bướng bỉnh, thích thì làm, không thích thì sẵn sàng bỏ đi, không cần suy nghĩ, không cần tính toán gì cả, rất hào sảng. Hào sảng nhất cũng là phá toái, mà nhiệt tình nhất cũng là phá toái. Mệnh thì có bạch hổ đóng tại mệnh, nên trong tam hợp thì ăn được bộ tứ linh. Thì những người mà có tứ linh mà lại hội thêm đường phù thiên phúc là người có phần tuy là hơi nóng nảy, hơi bất chấp, nhưng cái bản chất thâm sâu bên trong cái con người này là cái người mà hiền lương, là người phúc thiện, tin vào tâm linh, tin vào Phật pháp, thường gặp những cái điều may mắn hay có được cái giác quan thứ sáu rất là nhạy bén và cảm nhận được những cái sự việc sẽ đến, sắp đến đối với bản thân mình. Cung mệnh mà có tử vi thất sát hội thiên việt thì thường là con gái trưởng trong gia đình. Không phải là trưởng thì sau này cũng phải chịu trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Nhìn chung mà cái mệnh tử vi thất sát này thì là mẫu người tính tình thì hiền lương, tốt tính, ít gặp tai họa lớn. Thì mệnh mình có sao tử vi vận suy hạn nhược chẳng lành, có sao tử đóng bên mình giải nguy. Tuy nhiên thì do cái đặc tính của thất sát nên là bản thân mình có phần hơi cô độc, hơi phải xa quê, phải xa cha mẹ, sớm lấy chồng. Lấy chồng thì cũng phải lấy chồng ở xa, và lại không được cái người chồng người ta quan tâm, không được người chồng lo lắng, nên trong bản thân mình luôn luôn cảm thấy bị lạc lõng. Lạc lõng ngay ở với gia đình, ngay ở với cha mẹ cũng vậy. Không phải là do mình xấu tính, không phải là do mình xấu bụng hay cái gì đó, mà là do cái hoàn cảnh mình đã đưa này tới. Xét cung phủ mẫu này, cung phủ mẫu đóng tại cung Ngọ, vô chính diệu và gặp nơi sao thai, có thiên đồng thái âm chiếu về. Thì phủ mẫu trong tam hợp của cơ nguyệt đồng lương thì có thể diễn tả là những người cơ nguyệt đồng lương, nhà cao cửa rộng, đầy dương bạc vàng, cha mẹ là người kinh tế rất là khá giả, học thức bằng cấp là thường làm ở công chức nhà nước hoặc là buôn bán nhỏ, kinh tế rất là khá giả ổn định. Vì có đào hoa hồng loan, phong cáo tam thai, văn xương rất là tốt. Thiên đồng mà hộ thái âm, hội văn xương, thiên quan tứ đức, thiên không quang quý, thì bản thân mình thì được hưởng cái tín tâm bồ đạo từ cha mẹ. Vì cái cung phụ mẫu này thể hiện cái việc mà cha mẹ cực kỳ là cái người mà tín tâm bồ đạo, tin vào Phật pháp, tin vào những chuyện tâm linh. Ở nhà thì thường là những cái người Phật tử tại gia. Phụ mẫu một đào hồng thì cha mẹ thường rất là đẹp, khéo ăn khéo nói. Hội sau thai thì rất hay dính phải những cái chuyện mà linh tinh về tình cảm. Ở cái cung phu thê mà có cái cách mà đào hoa hồng loan hội sau thai ấy, người ta có câu là đào hoa mà hội sau thai tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng ấy. Thì ở cái cung phụ mẫu này không thể hiện được cái điều đấy, nhưng mà cũng rất dễ dính vào những cái chuyện tình cảm cha mẹ hay có những nhân tình bên ngoài. Cung phụ mẫu mà nhị hợp với cung phụng đức lục hại cung tài mà có phụ mẫu lại phi hóa lộc và cung tài bạch thì cho thấy là cha mẹ thường là những người hướng định hướng cái ngành nghề, định hướng cái công việc, định hướng cái khả năng kiếm tiền cho mình ngay từ khi còn bé, khi đi học và sau này đi làm. Và thế ngược lại thì cha mẹ ảnh hưởng đến mình là về hai vấn đề, thứ nhất là về tiền tài và thứ hai là về bệnh tật. Thì do phụ mẫu ở thế mà nhị hợp phúc đức mà phúc lại lục hại với tật, thì nếu mà cha mẹ mình làm những cái điều mà lương thiện, làm những điều tốt, thì cái bệnh tật của mình tự nhiên là có bệnh thì nó cũng sẽ giảm, gặp ít gặp tai họa hơn. Còn nếu mà cha mẹ làm những cái điều bất lương, làm những cái điều mà không chính đáng, không lương thiện, thì căn bệnh của mình tự nhiên trong người mình sẽ phát sinh những cái bệnh tật hiểm nghèo. Xét đến hai miền âm dương này, âm dương thì thái dương vượng địa, thái âm vượng địa gặp và triệt, bản thân mình lại sinh vào giờ thìn, giờ ban ngày, cho nên là mẹ sẽ kém thọ hơn cha, bà sẽ kém thọ hơn ông. Về cung phúc đức này, cung phúc đức nhà này do là mệnh của mình là có tử vi đóng tại cung tỵ, nên ba cái cung tiếp theo là cung phụ mẫu, cung phúc đức và cung điền trạch nó sẽ ở thế vô chính diệu. Và cái cung phúc này nằm nơi đất dưỡng,
Dưỡng là một cách là hơi bị xấu, lại ở thế vô chính diệu và có vũ khúc tham lang chiếu về. Thì nhận xét đầu tiên về cái cung phúc này thì do cái cung phúc mà hội cô quả địa không địa kiếp hỏa tinh kình dương đà la hóa kỵ mệnh này cái tang hổ. Người ta nói là nữ nhân à nam nhân tang hổ thì tài, mà nữ nhân tang hổ phải hai lần đò. Thì ở cung phúc này cũng thể hiện ở cái điều đấy, phúc đức mà khá là kém khi mà phúc âm phúc dương nó không được vượng cường. Đa số mình trong dòng họ thì phải chịu nhiều cái cảnh mà tai ương trái ngang, vất vả với đường chồng con quả tú ở đây này. Nhiều người phải quá bụa, nhiều người phải nuôi con một mình. Sát tình nó đánh mạnh vào cái cung phúc này mà lại có quả tú thì nó cũng ứng nghiệm với cái cung mệnh của mình, là dễ phải hai ba lần đò hoặc là gặp những cái cảnh mà quá chồng. Cung phúc đức mà có tham lang vũ phúc thì trong dòng họ thì đời con đời cháu rất nhiều người làm về những cái mảnh kinh doanh buôn bán rất là tốt. Với cái cung phúc này thì bản thân mình thì hợp với cái mộ tổ sáu đời, cái mộ này đang phù trì cho mình rất là tốt. Tuy nhiên là đa phần mồ mả đặt ở cái thế đất rất là xấu, thế đất rất là hung, cho nên là không thể phát phúc tốt được, khiến cho trong dòng họ mình vẫn phải gánh được cái nghiệp, vẫn phải gặp trong những người trong dòng họ phải gặp những cái cảnh trái ngang, gặp nhiều điều trắc trở, có rất nhiều người ăn chơi sa đọa, bản thân mình cũng tình duyên cũng không được vẹn tròn. Cung điền trạch này, cung điền trạch cũng vô chính diệu, đóng tại cung thân, nằm trên đất trường sinh, có thái dương cụ môn chiếu về. Cụ môn này hội với thiên diêu quốc ấn, đóng cung điền trạch thì về nhà cửa đất đai thường tại mặt đường ngã ba ngã tư, gần trường học bệnh viện, gần chợ, gần đình chùa, những cái nơi mà huyên náo nhiệt, đông đúc người qua lại. Thiên diêu quốc ấn cư điền thì trong nhà thờ cúng ra tiền tốt thì mới được phát lộc cho mình. Tam hợp với các sao cương nguyệt đồng lương cho thấy nhà cửa phải ba lần chuyển đổi thì mới yên được. Thái dương cụ môn đóng cung điền gặp nơi trường sinh bát tọa thì nhà cao cửa rộng, nhiều đất nhiều nhà, đất thường rộng nhưng thường nhà thì bé theo kiến trúc cổ xưa vì có văn khúc ở đây. Cung mệnh nghị hợp với cung điền thì cái ảnh hưởng của cung điền trạch với bản thân mình nó sẽ tạo lên một cái thế là mình có thể tạo dựng được ra những cái công việc ngay trên cái mảnh đất của mình, có thể buôn bán ngay tại nhà, cho thuê nhà hoặc là buôn bán các vật dụng nội thất trong gia đình. Một điểm nữa là cung điền trạch này có quốc ấn này thì chứng tỏ là cái đất đai này là đất của nhà nước, đất của quốc phòng được nhà nước giao lại cho bố mẹ, và bố mẹ sẽ bản thân mình sẽ thừa hưởng lại của bố mẹ. Nhìn chung là cung điền trạch này thì rất là tốt, rất là đẹp, bát tọa quốc ấn thiên y văn khúc thiên diêu thái dương cự môn chiếu về đây hết, chứng tỏ là đất đai nhà cửa rất là nhiều rộng lớn. Xét đến cung quan lộc rồi, quan lộc thì có liêm trinh phá quân hãm địa, có hóa lộc mục dục, lại đại hao thái tuế, mệnh mình lại có thiên việt thì bản thân mình thì có thể làm những nghề mà liên quan yêu cầu với độ tỉ mỉ, độ chính xác, hoặc là làm doanh thương cũng được. Tuy nhiên là hợp vất nhất cái ngành nghề là giảng viên, luật sư, tài chính, kế toán, và cuối cùng là mới là doanh thương, nhưng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi. Cung quan lộc trong tam hợp của sát phá liêm tham, có thiên hình, địa kiếp, kình dương, hóa kỵ, tuế hư chiếu về cung quan thì trên cung quan thì cái con đường quan lộ gặp rất nhiều những khó khăn thị phi, gặp nhiều sự chèn ép, không nên làm ở nhà nước, làm nhà nước dính vào những cái kiện tụng, sau này kiểu gì phải lao ra buôn bán, may ra ổn định được. Tốt nhất là nếu làm trong nhà nước thì sẽ không được lên cao, an phận thủ thường là cách tốt nhất. Cung quan lộc này nhị hợp với bộ sao thiên cơ thiên lương thì cho thấy là trong công việc cái khả năng xoay sở, cái khả năng tính toán của mình rất là tốt, rất được ổn định.
Quan Lộc lại có Đại Hao, Song Hao đóng tại Mão Dậu, thì là cách Song Hao Trúng Thủy Triều Đông. Có những lúc ấy thì mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, giống như cái nước biển Triều Đông ấy, nó lên rất là nhiều mà xuống là mất bằng sạch. Nhưng ở cái cung quan này nhìn thấy thiên hình địa kiếp kình dương hóa kỵ hộ chiếu nên là mình không thể làm kinh doanh buôn bán lớn được. Có chăng thì chỉ làm công chức kết hợp với làm ăn buôn bán nhỏ là hợp cách, nếu làm ăn lớn thì dễ dính phải kiện tụng, rất dễ bị đổ vỡ, thua lỗ rất là nhiều. Cung Lô Bộc này, Lô Bộc mà vô lại vô chính diệu, có thiên cơ thiên lương hộ chiếu, thiên không phục binh làm trên đất La Võng, thì cơ lương là 2 sao phúc thiện tinh chiếu về Cung Lô Bộc thì chủ về các bạn bè đa phần là những người mà hiền lành tốt bụng, nhanh nhẹn, xoay sở giỏi này. Chơi với Cung Lô Bộc như vậy này, mệnh này mình tự sát, tính tình thì cứng cỏi rắn giỏi nên chơi với bạn bè thì đa phần họ phải nhún nhường mình, ít khi mình chịu nhường ai. Cái tính của tự sát như vậy, tiếc là Cung Lô Bộc đóng tại Can Nhâm, Phi Hiêu Kỵ nhập đất Cung Tài, lục hại với Cung Quan Lộc thì trong công việc hay gặp phải những cái chuyện rắc rối, góp vốn bạn bè thì rất dễ bị thua lỗ, làm với bạn bè thì hay bị chúng nó gièm pha thị phi, đưa vào những tình huống mà lừa gạt phục binh ở đây lại trên đất La Võng. Cung Nô Bộc lại nhị hợp với Cung Phu Thê, mà trong Cung Nô Bộc lại có thiên không phục binh, Cung Phu lại có Hữu Bật, thì trong tam hợp của Đào Hồng thì chứng tỏ rất dễ này. Bạn này chồng bạn này có nhân tình bên ngoài này, đấy rất là cẩn thận nhá. Cung Thiên Di có sao Thiên Phủ Đắc Địa đóng tại Cung Hợi gặp Tuần Trung Cung Vong nơi đất Năm Quan, thì chủ về cái việc là bản thân mình ra ngoài ấy, là người luôn hào phóng, chi tiêu tiền rất là rộng rãi, thoáng không biết kỳ bò, không biết kẹt xỉ, tả hữu là gặp thiên mã ở đây thì là cách xuất ngoại rất là tốt này. Xuất ngoại gặp rất là nhiều những cái người giúp đỡ tả hữu mà lại gặp may mắn do thiên mã, và cái người này thì cũng rất rất thích đi du lịch, rất thích đi khám phá, đi dã ngoại. Thiên mã gặp chàng Đà La này, tuy nhiên là Thiên Di này có mã đà thì cẩn thận ra ngoài là rất dễ bị liên quan đến chân tay nhá, vì ngã chân ngã tay, gãy chân gãy tay đấy. Tả phù hữu bật ở Cung Thiên Di thì cho thấy đi ban đêm ấy không sợ bị ma tà, không sợ bị âm binh theo theo về quấy phá. Xét đến Cung Tật Ách này, Cung Tật Ách đóng tại Cung Tý nơi Đế Vượng có Thiên Đồng Thái Âm gặp Triệt Lộ Không Vong, thì Tật Ách có Triệt Lộ là cách hay giảm thiểu được bệnh tật hung họa lại. Nhưng mà lại Cung Tật này đóng trên đất Đế Vượng, thì Đế Vượng là cái nơi mà nó sinh ra bệnh, sinh ra tật, nơi dung dưỡng nuôi dưỡng bệnh tật, làm cho bệnh tật nó vượng cường. Cung Tật mà lại có Thiên Đồng Thái Âm tọa thủ đóng tại Cung Tý thì thủy nhiều nên là chủ về hồi bé hay còi cọc, bị các bệnh liên quan đường tiêu hóa, dạ dày, đường ruột hay bị tiêu chảy. Thì đối với nữ mệnh thì có đồng âm tại Tý nơi Đế Vượng này thì đa phần là những người mà có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Cung Tật này có Lộc Tồn Hóa Khoa thì bệnh tật nhanh đến cũng nhanh khỏi, không có gì phải đáng lo. Lại có Ân Quang ở đây nữa, Ân Quang bác sĩ. Cung Tật mà có Văn Xương Đào Hoa Hồng Loan Thiên Diêu giáp lại hóa kỵ kình dương hoa cái thì dễ mắc các bệnh về phong tình, bệnh nam nữ. Mệnh này tang hổ mã đà thì chân tay thường có tật, có thể ngã từ bé đã bị ngã gãy chân gãy tay, lớn thì cẩn thận ra đường bị xe cộ nhé, máu huyết thì hơi kém vì bạch hổ cơ mệnh. Cung Tật mà nhị hợp với lại cung tài lục hại với cung phúc đức thì mình thì càng nhiều tiền càng nhiều bệnh. Xét cung tài bạch này, tài bạch có tham lang vũ khúc đóng tại nơi ăn thân. Tham lang vũ khúc bất phát thiếu liên thân, cho thấy là bản thân mình từ khi còn nhỏ tới khi còn trẻ thì chưa thể phát ngay được giai đoạn tiền vận, phải
phải vào giai đoạn trung vận thì tiền tài mới được phát tác mạnh được, do gặp cả cung sao triệt lộ nữa, nên là chắc chắn cái việc mà từ cái thời tiền vận, thời thanh niên này thì vẫn chưa có thể phát được, phát huy hết được cái khả năng của cung tài bạch này. Cung tài bạch có vũ khúc này, vũ khúc, những người vũ khúc cư tài, phú gia địch quốc, lâm lai tổ điện. Tuy nhiên là cái câu này không thể ứng nghiệm hoàn toàn được với cái cung tài này, với cái mệnh cách này, chỉ ở được cái mức khấm khá khá giả thôi, không thể trở thành cái người phú gia địch quốc được. Tài bạch triệt lộ không vong, kình dương hóa kỵ, địa không hỏa tinh, bao nhiêu sắc tình đánh phá gần hết vào cung tài rồi. Tài đóng tại nơi tị dậu xỉu trong tao hành hỏa, vũ khúc là hành kim nên là bị khắc rất nhiều yếu tố khác, sát tình phá hoại nên là không thể làm doanh thương buôn bán được. Tốt nhất là chỉ nên làm công chức, làm nhà nước và buôn bán nhỏ lẻ thôi. Xét cung tử tức, cung tử tức thì có thái dương cự môn vượng địa đóng tại nơi đất bệnh, nơi nhân môn là nơi cung dần, thì cho thấy đường số sẽ có một đứa con trai độc lòng, sinh ra dễ bị khắc tuổi, khắc tính bản thân mình. Bởi vì tính của thằng này thì rất là lì lợm, rất là ương bướng, lại giống tính mình thôi. Với cái cách mà cự môn này, lưu hà này, kiếp sát tử phù này, thì khi sinh lở ấy thì cẩn thận, khi mà lúc lâm bồn ấy rất dễ bị phải mổ xẻ này, rất dễ bị băng huyết, dòng kinh hư thai ấy, nên phải thực sự là chú ý. Thì cung tử tức này thì rất là đẹp, thái dương cự môn vượng địa hóa quyền, thiên quý, thiên quý thanh long nguyệt đức này chủ về cái con cái có cái duyên, cái phận với mình rất là lớn, nhân duyên từ tiền kiếp để lại. Tuy nhiên là có một điểm cần phải lưu ý với cung tử này, thì nhìn cái cung phu thê ta có thể thấy được cái khả năng cái cung tử này rất dễ có con hai dòng. Xét đến cung phu thê này, cung phu thê này đóng tại Mão này, có thiên tướng ngẫm địa, đây là cung thê mà phu thê này rất là xấu, gặp là hữu bật này, địa kiếp song hao tuế hư, thai phụ thiên không phục binh chiếu về trong thế thiên la địa võng chiếu sang, địa không thiên hình hỏa tinh điếu khách quả tú đà la cô thần. Chiếu hết về cung phu thê này thì mô tả đầu tiên với cái người chồng của bạn này này, người chồng này là ăn chơi phá phách này, ham mê tiểu sắc này, nô nhị hợp với cung phu của thiên không phục bình là võng, hay bị bạn bè lừa đảo, hay bị bạn bè đưa vào tình thế sắp đặt sẵn, lại có vô bịch bên ngoài nữa. Phu thê vào thiên tướng hãm, gặp mà địa kiếp tiểu hao, chồng thường là người cao này, không thể béo được, người gầy, mặt thường to, lông mày rậm dài, lông mày dễ giao nhau. Cô quả khốc hư chiếu về cung phu thê, nhị hợp thái phụ phục binh tiên không, mệnh này có tang hổ thì chắc chắn là cái đương số chịu nhiều chuyện buồn về chồng, luôn luôn cô đơn một mình, tính cách của mình và chồng không có sự hòa hợp. Một phần là do cái việc mà chồng ăn chơi này, dẫn đến việc vợ chồng phải bất hòa. Mình thì rất dễ dính đến hai đời chồng, do thứ nhất là phu thê có thiên tướng hãm địa, thiên tướng lại có tính đào hoa, nhị hợp lại có thiên không phục binh thì chủ sự trăng hoa bên ngoài, phu thê lại hội không kiếp hỏa linh cô thần đà la, nó chủ về cái sự bất hạnh trong cái quan hệ, trong cái môi trường hôn nhân. Thứ hai là cung phu thê có hữu bật cô quả, về cái tình trạng là ít nhất là mình phải hai lần thay đổi về con đường chồng thì mới may tái thiết được cái gia đình. Thứ ba là cung phúc đức kém. Phúc đức là chỉ về cái môi trường của gia đình nhà chồng, gia đình nhà vợ, mà cái cung phúc này rất là kém, thế nên là hội nhiều sát tinh, cái trong họ rất nhiều người phụ nữ bất hạnh về đường gia đạo, của mình cũng bị dính như vậy. Thứ tư này, mình lại đang trong cái địa vận rất là xấu, khi mà vận trong từ 25-34 vận ở nơi cung phúc đức, thế nên là gặp hỏa tinh cô quả tài hữu không kiếp chiếu về, cực kỳ bất lợi cho những người mệnh tử vi này, vì cách cơ nguyệt đồng lương tối kỵ hỏa linh xung phá, tử phù vũ tướng tối kỵ không kiếp xâm giao,
lại ăn ngay ngay cái đại vận có địa không. Đại vận này đánh phá về đường gia đạo, khiến gia đạo tan lát tan vỡ, chắp lối liên tục, tiền bạc phải hao tổn, gây dựng lại nhiều lần thì may ra yên ổn được. Xe cung huynh đệ này, cung huynh đệ có sao Thiên Cơ Thiên Lương đóng tại cung Thìn. Nơi Dương Cung thì thường mình sẽ có anh em trai trong gia đình, anh chị em trong gia đình thì có tiên hình tướng quân, đây thì đa phần là người cao lớn, tính tình nóng nảy vì có tiên hình tướng quân phục binh, không quá béo, sống mũi cao, đầu hay mặt thường có sẹo. Nói chung là bản thân của những người anh chị em trong gia đình này, đặc biệt là con trai thì thành đạt hơn mình rất là nhiều. Long Đức đóng đại cung Thìn này, hóa lộc chiếu sang này, nhìn chung là cái cung huynh đệ này rất là đẹp, rất là tốt. Cuối cùng là xét đến hạn năm 2019 này, năm nay 27 tuổi, đang trong cái đại vận từ 25 đến 33. Đại vận rất là xấu, đại vận của cung Phúc Đức Vô Chính Diệu gặp địa không hỏa tinh quả tú điếu khách, có vũ phúc tham lang kình dương hóa kỵ chiếu về. Thì trong cái vận này ấy, mình gặp rất nhiều chuyện đau buồn, từ chuyện gia đạo, công danh sự nghiệp đến chuyện tình duyên. Cho nên từ cái vận 35 trở đi thì mới được thành thơi, mới được an nhàn, ổn định được nhà cửa, xây dựng lại được cái sự nghiệp, xây dựng lại được cái gia đình. Năm nay 27 tuổi, tiểu hạn rơi về cung mệnh tử vi thất sát, lưu đại hạn rơi về cung tật. Và trong năm nay thì bệnh tật bắt đầu phát tác, nên là bản thân mình cần phải chú ý về những cái căn bệnh mà đã nói trong cung tật đấy, bệnh đường ruột, bệnh dạ dày, bệnh khí huyết, thậm chí cả kinh nguyệt không ổn định. Năm nay cung mệnh này phát động lưu thiên mã, lưu thiên hư, đà la, lại có thiên mã từ cung thiên di chiếu về, thì trong năm nay sẽ phải có chuyện di chuyển nhiều, di chuyển về công việc này, di chuyển về nhà cửa này, hoặc là phải đi xa vào khoảng tháng 4 và tháng 10 âm lịch. Công việc thì năm nay cũng gặp nhiều những cái chuyện bất lợi, nhiều chuyện không vừa ý, áp lực rất là nhiều, khiến mình phải suy nghĩ, khiến mình phải trăn trở nghĩ ngợi rất là nhiều. Tiền bạc thì cũng bị tốn rất là nhiều tiền, vì có Lưu Tăng Môn phát động cung tài bạch, có Bạch Hổ, Lưu Bạch Hổ, Lưu Thiên Khốc, Kình Dương chiếu về cung tài, thì tiền bạc năm nay chi rất là nhiều tiền, khoảng cuối năm phải mất rất là khoản tiền rất là lớn này. Năm nay năm Kỷ Hợi, Can Kỷ, Phi Hóa Kỵ và cung Điền Trạch, thì chắc năm nay phải chuyển nhà chuyển cửa rồi, phải di chuyển nhà cửa trong cái năm này. Nếu không thì trong nhà hay xảy ra chuyện cãi vã, có thể cãi vã giữa mẹ và con, cãi vã giữa những cái người thân trong gia đình, anh em hoặc là hàng xóm,